Chào anh chị nha, em tên là An, nay em đang đứng tại Hữu Định, thành phố Bến Tre nha anh chị. Đây có căn nhà cần bán, em quay cho anh chị xem nha. Hướng này là mình đi ra chợ Hữu Định, trường tiểu học rồi, khoảng một cây số à. Còn hướng này mình đi ra vòng xoay Phú Hưng nè anh chị, cũng một cây số luôn. Căn nhà cần bán mình thì nằm trong đây, đường xe hơi vô tới luôn nha anh chị. Đây căn nhà ngang 5.3, dài 18.3, tổng cộng là 97 mét vuông nha anh chị. Có sân trước nè, đây phòng khách nè. Còn nội thất sao cô? Nội thất hết mình lấy đi hay mình để lại? Lấy đi chứ, cái quả cái đâu bỏ được không? Nhà khổ mà bỏ đi nó chết luôn. Đi ra mình không có tiền. Được hai phòng ngủ nha anh chị. Một phòng khách, hai phòng ngủ. Toilet, bếp. Gạch thì dán cao 1,6 luôn nha. Đây bếp mình. Toilet. Toilet rất là rộng luôn nha. Đất này là full thổ cư luôn nha anh chị. Sổ sẵn luôn nha. Giá bán của cô chủ đưa là 820 triệu. Giấy tờ hợp lệ chính chủ nha anh chị. Cuốn sổ đâu cô? Lấy sổ không? Sổ nha anh chị. Này, xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre nha. 97 m2. Đất ở tại nông thôn. Này. Ngang 5.3 dài 18.3 m. Sổ sẵn giấy tờ hợp lệ nha anh chị. Em ra trước quay lại trên xem. Đây nhà cửa rất là nhiều nha anh chị. Không khí thì trong lành mát mẻ. Điện nước là của nhà nước hết nha anh chị. Điện nước xài riêng từ nhà hết. Giờ em sẽ chạy từ đất tới vòng xoay Hữu Định cho anh chị xem nha. Em xin nhắc lại diện tích ngôi nhà cho anh chị nha. 97 m2, ngang 5.3, dài 18.3. Đất ở tại nông thôn nha anh chị. Nhà được sân trước nè, một phòng khách, hai phòng ngủ, toilet và bếp. Bên tay phải mình là trường tiểu học Hữu Định nha anh chị. Còn bên tay trái của mình là trường mầm non Hữu Định nè. Mình còn khoảng 100 mét nữa là mình tới chợ Hữu Định rồi nha anh chị. Anh chị có thể thấy hai bên nhà cửa rất là đông luôn. Mình tới ngã tư này mình quẹo trái nha anh chị.
Phía trước của mình là chợ Hữu Định nè, ngã năm Hữu Định nè. Nếu mình quẹo phải, mình đi khoảng một cây số nữa là mình ra được quốc lộ 60 nha anh chị. Còn mình quẹo trái là mình hướng về Dòng Trơm nha. Mình đi thẳng là thành phố Bến Tre. Nếu mà anh chị quan tâm đến ngôi nhà đang cần bán, anh chị liên hệ với em qua số điện thoại 0378 278 007. Em tên là An nha. Em sẽ gửi hình ảnh sổ cũng như vị trí của ngôi nhà cho anh chị tham khảo nha. Anh chị vui lòng nhấn nút đăng ký để nhận được những video sớm nhất cũng như ủng hộ kênh. Cảm ơn anh chị.